Đi lên phòng. Làm gì vậy? Anh băng cho em. Trời ơi em đợi thằng sĩ vậy mới băng. Anh băng không được thôi, đợi nó về. Đợi nó về mà. Không, để anh băng cho. Đợi nó về. Không. Còn anh nữa. Sao nó đòi đi đàm sớm mà giờ này còn ngồi ở đây nữa? Anh ăn xong rồi anh đi. Anh no rồi, anh đi nha. Làm gì? Cái con nhỏ ham ăn này. Bốn trăm hai mươi tám chị không bốn bốn mươi hai ngàn bốn trăm. Trời ơi ngu ngu mày ngu đó cơ. Dạ ba gọi con. Bắp cải cà chua tại sao lên giá hoài? Nó làm gì mới lên hoài vậy? Dạ sao con biết? Sao con biết? Chào cô. Cái gì vậy? Cô là vận động viên taekwondo của trường đúng không? Tôi có coi cô thi đấu mấy lần rồi. Tôi là fan của cô á. Em xin lỗi. Cũng tại em hết. Chỉ vì một câu nói của em thôi mà anh bị ra nông nổi như vậy. Hòa, anh yêu em. Anh thấy cổ đẹp mà nhìn cổ thấy trẻ lận 10 tuổi so với... Cái gì? Là anh đang so sánh với em hả? Anh muốn cái gì? Muốn chết hả? Anh đâu có chịu đọc sách đâu mà biết ba. Anh á, rảnh rỗi làm ơn học khôn chút xíu đi. Cô chịu hết nổi rồi. Thấy tôi không nói gì hết, leo đầu lên cổ tôi cô rồi. Cô coi tôi là chồng cô nữa không? Bữa nay anh ăn găng hầm hả? Anh nói cái gì? Anh nói là anh không biết gì hết thiệt à. À. Anh Ngọc. Anh Ngọc. Anh đứng lại đây cho tôi. Đứng lại anh. Đi ra đây, anh trốn em hả? Không, không, không biết thiệt mà. Không biết. Chết anh với tôi nghe chưa? Ai à? Đón xem Gia đình là số 1 phần 2 phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 năm 2019 trên kênh HTV7.